Rồi, mình chào tất cả các cô chú anh chị nha. Thì hôm nay là mình quay lại mình thăm hai mẹ con của bé Ngò bị bại não nha mọi người. Thì không biết là sức khỏe của hai mẹ con như thế nào. Thì trong cái mùa dịch bệnh này thì không biết là có đi bán vé số có được không. Thì cũng sức khỏe như nào mình cũng chưa biết. Thì mình sẽ vào bên trong để mà thăm sức khỏe của hai mẹ con coi như thế nào nha. Hey, đây là hai mẹ con của bé Ngò. Mấy nay chị khỏe không chị? Chào cậu, dạ, hôm về chị với cháu khỏe. Khỏe dạ, hả? Rồi mấy nay buôn bán đâu được không? Mấy hôm về đường phố vắng quá, bán ít. Đường phố vắng quá, bán ít ha. Mấy nay cũng dịch bệnh này kia rồi cũng khó khăn ha. Rồi buôn bán này kia người ta cũng hạn chế ra đường nên là buôn bán không được ha. Trời ơi, mấy nay em thấy bé Ngò giống như là mập mạp hơn, hình như là học hồng hào hơn rồi. Đi về sớm à. Dạ, đi sớm rồi được nghỉ ngơi. Con chào cậu đi, con cười với cậu đi. Con cười với cậu đi. Cười đi, cậu tới rồi cười với cậu đi. Cái này nhớ cậu không ta? Nhớ cậu không? Gặp mừng lắm. Mới nhắc ra, mới nói sụp một liếc không về không lại. Không rồi. Bé Ngò là bị bại não bẩm sinh nha mọi người. Bé năm nay là 8 tuổi rồi nhưng mà chỉ có mười mấy ký thôi. Rất là ốm, nhưng mà bây giờ là bé không có thể ngồi được và không có thể đi được, là hàng ngày là bé chỉ nằm thôi, là bé không có đi được. Nói tới hiểu đó. Ôi này chú lên chú thăm nghe. Ôi ơi, tội nghiệp quá à. Nói tới là biểu cảm rồi. Mỗi lần mình nói mình về là bé khóc đó mọi người. Nay biết nhiều đó chứ hôm đó không biết. Hôm nay là thấy hồng hào hơn mỗi bữa rồi nè. Rồi sao mấy nay ăn uống rồi được không? Đi. Bữa nay ăn được, ngủ được bởi vì cái mặt tròn được rồi nè. Tròn. Với lại đi buổi sáng về vắng quá, đi về sớm thành ra không có mất sức mấy. Dạ. Em thấy cũng được, cũng đỡ quá rồi, thấy mấy hồng hào. Hồng hào mập mạp hơn. Lanh lợi. Kêu đưa tay đi chân biết rồi, đâu đưa tay lên cho cậu ơi. Đưa tay cậu đi nè. Để tay lên đây coi. Giở tay lên, giở tay con lên. Tay con để lên tay cậu kìa. Tao để lên này nè, để lên đây coi, thử coi. Giờ mình để lên tay thử coi để được không nha. Để lên, để lên bàn tay của cậu nè. Gán để qua bàn tay của để cậu. Để qua, đi. Kéo qua. Gượng lắm. Gán mọi người. Lên. Gán gượng rồi bỏ lên tay. Bỏ lên tay cậu rồi nắm bàn tay cậu. Nắm bàn tay cậu đi. Giả tay con lên. Gượng dữ lắm. Gán gượng lắm đó mọi người, nhưng mà không có thể nào mà tự cái nắm cái tay của mình được. Nó chưa có vận động được, là cố gắng lắm, mỗi lần gồng cố gắng là bé gồng tay gồng chân đúng không chị? Đúng rồi, gồng dữ lắm, đang gượng sức á. Nắm tay chú đi con, nắm tay cậu đi, nắm tay nè, nắm tay. Nắm vô. Nắm vô đi con. Nắm vô cái ngón tay của cậu rồi kéo vô trong mình con. Dạ. Được không? Dạ. Cậu để ngón tay vô lòng bàn tay nó. Nè, rồi nắm lại đi con. Nắm lại kéo vô mình con á, giống như bữa hổm vậy đó. Tội nghiệp quá à. Bị nghiến răng rồi bị chảy nước dãi nữa phải không chị? Mấy hôm giờ đỡ chảy rồi nè. Nghiến răng cũng đỡ. Rồi hàng ngày đi bán vé số là lúc này là chị bán được bao nhiêu tờ vé số? Lúc sáng giờ bán được 7 mấy vé vậy, còn một đống. Vậy sao? Cười kìa, bán é cười. Thôi để hồi cậu mua vé số ủng hộ cho hai mẹ con nghe. Đây vé số còn đâu giờ con lấy đi, cậu mua vé số ủng hộ cho. Tội nghiệp quá à. Bữa nay em tới em thăm đó thì xem coi hoàn cảnh của gia đình của mình sao, sức khỏe hai mẹ con sao. Đây vé số con nhóc nè. Dạ. Nhưng mà hôm nay là được vé số cũng nhóc đây, bé ngồi bán vé số đây. Biết ngồi bán vé số. Đây là đây, lén ra liền chợ biết kêu rồi gì nè, lén ra mua. Mua hả? Trời ơi, tội nghiệp quá ha. Dạ, tội nghiệp quá. Trời ơi. Rồi, hôm nay là em tới em thăm, thì sau đó là cũng gửi tiền của các nhà hảo tâm để cho chú xin mua ủng hộ cho. Gửi tiền của các nhà hảo tâm gửi cho hai mẹ con của chị ha. Bây giờ là được sự giúp đỡ của chị Tiên. Là lúc trước là có chị Phương. Đúng rồi đó, thì đã xong rồi. Thì bây giờ có chị Tiên là ở bên Mỹ là có gửi về cho hai mẹ con là 100 đô. Có 100 đô. Thì bây giờ là mình sẽ bàn giao số tiền của chị Tiên cho hai mẹ con của... Chủ bé Ngò. Mới vừa hết dạ. Tiền đóng tiền phòng. Cô Tiên cho có tiền đóng tiền phòng rồi. Đây là số tiền của bé Ngò ăn trong mùa dịch. Rồi em gửi cho chị với bé ăn chai dầu. Để mà sức cái này của nhức mỏi. Dạ. Ủa quý.
đó đó mới ngồi cầm được tiền rồi ơi, có cầm được tiền rồi quá rồi dạ. Biết ơn cô Tiên nhiều lắm, cô Tiên ơi. Dạ, cô Tiên ở bên Mỹ cô là Tiên có gửi về hả? Dạ gửi về 100 đô, gửi lời biết ơn cô. Dạ, chúc cô mạnh khỏe đi, bình an. Dạ. Trong cái mùa dịch này mà cô cho như vậy là quý lắm tấm lòng của cô á. Dạ. Để bé ngồi ở nhà, bé ngồi ăn, ít đi bán, không đi bán nữa. Dạ, với lại mấy này đi bán mà đi bán không được thì cũng cực cho bé. Đúng rồi, ở trong nhà dạ. Đi chứ cũng hồi hộp lắm, tại ngoài đường mà. Dạ. Mình mang khẩu trang được rồi bé đâu cho có chúng mang. Xin được. Cho chúng xin lại đi, cho không, được không? Cho chúng xin đi. Ừ, cho chúng xin lại đi nha. Ôi ơi, cầm nắm chắc lắm nha mọi người. Dạ, bữa nay nắm được tiền. Dạ, trời ơi, bữa nay còn bao nhiêu đây, tỷ số? Ừ. Nhiều dữ ra rồi, chiều bán không hết thì trả lại được không? Bữa nay trả được. Trả được hả? Mỗi bữa trả không được, bữa nay trả được. Ơi. Em mua, em lấy đại đi, biết đâu cầu mai. Biết đâu con trời vui cười cả. Biết đâu chiều con clip chúng thì con clip đi làm từ thiện khắp nơi. Dạ đúng rồi em rồi, là. Biết ơn em... Tiên nhiều lắm, cô Tiên ơi. Cho dạ. Cháu thì về quý như lắm tấm lòng. Em mà trúng số là em làm từ thiện đã luôn. Thôi cấp tiền đi chị, để bé làm gắt á. Dạ. Ừ. Dạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mua giúp hai mẹ con chục 10 tờ nha. Dạ. Biết đâu chị. Ôi, mừng quá trời mừng rồi. Nó biết hết trơn rồi, lý do chị mừng quá à. Nó hiểu quá hết rồi, chị mừng lắm. Mọi người ơi, hai mẹ con là đi bán vé số thì rất là tội nghiệp. Là lúc nay, lúc mấy hôm nay á, là dịch bệnh rồi không có bán gì được hết trơn á. Em gửi tiền vé số nè chị. Đó, à, vừa có tiền, vừa có giàu nè, cậu mua số cho nữa, phước quá rồi. Dạ. À, mọi người ở phường 1 thì đi hướng nào chị? Thường là đi đường chợ Vĩnh Long. Chị đi sau trường Lưu Văn Liệt á. À. Đi vòng vòng phường 1, mấy cái quán cà phê dưới sau trường Lưu Văn Liệt. À, bên đây là chùa... Chùa Giác Thiên. À, mọi người có đi hay đi hướng được chùa Giác Thiên. Ừ. Rồi được sau trường... Con bé Ngò. Sau trường Lưu Văn Liệt và chợ Vĩnh Long. Thì có thể là gặp hai mẹ con với bé Ngò thì nhớ mua ủng hộ cho hai mẹ con để mà cho bé được sớm về sớm nha mọi người. Tội nghiệp lắm, đi bán với số mà ẩm ở trên vai. Ẩm trên tay chị không à? Ở trên tay. Xe nó quéo dữ lắm. Dạ, vậy là chị phải mười mấy ký. Không, mười mấy ký mà ẩm ở trên vai của mình đi như vậy là chị có thắt cái đai gì không? À, có hổm mang cái đai mà nó gầm quá, nó nghiến răng. Nó nghiến quá là chị mới gỡ đai ra, giờ là bồng không á. Dạ. Bồng tay. Quá. Ừ, bồng trên tay mà giờ nó gượng được nè, cũng đỡ. Mọi người coi cái chân nè mọi người. Cái chân của bé rất là nhỏ nha, do bị teo hết trơn rồi, teo cơ hết. Mà bị gồng cứng cơ đó, cái cơ này gồng gần cứng lắm. Con đã biết ơn cô Phương hôm nay, cô Tiên. Dạ, tính ra em cũng đã tới hỗ trợ của mình hình như là cũng nhiều lần, 5-6 lần gì rồi. Ngay dạ. Lúc nguy không à, còn cái clip lại đúng lúc nguy cấp. Vậy hả, rồi bữa nay là hết tiền đóng tiền nhà trọ hả? Hết tiền đóng tiền nhà trọ rồi, tới tiền tháng rồi. Ôi, tội nghiệp quá à. Ừ, mới nằm suy nghĩ không biết tiền đâu đây, tới tiền tháng, tiền nhà. Tiền nhà, rồi ăn uống mấy nay rồi có tiền ăn uống gì không? À, ăn ít lại, ăn chảy luộc, rau luộc. Chảy luộc, rau luộc ha, tội nghiệp quá à. Đây, qua chú ẩm này có chịu không nha, có chú ẩm có chịu không? Ê, ờ, được cho giàu sức nữa, biết thì có phước mà dạ, trời giàu cho này cũng bên nước ngoài luôn á chị. Đánh so lưng so đi, giờ nó buổi chiều nó lạnh nè, nó còn dạ. Lạnh chứ. Bé tội nghiệp lắm nha mọi người, vì tại là bé bị bại não và bé không có thể là ngồi được và không có thể đi được. Là hàng ngày là bé chỉ nằm một chỗ thôi, rất là tội nghiệp. Nên là mọi người có bắt gặp hai hình ảnh hai mẹ con. À, bé Ngò, bán giấy số thì nhớ mua giấy số ủng hộ cho bé Ngò nha. Thì qua đây là mình cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến chị Tiên là cũng như là các mạnh thường quân trước đó đã giúp hai mẹ con rồi. Dạ. À, thì mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến chị Tiên đã quan tâm giúp đỡ hai mẹ con của bé Ngò nha. Rồi, chúc chị Tiên thật là nhiều sức khỏe cũng như là chúc tất cả mọi người một năm mới thật là nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn nha. Em bé Ngọ. Cái lời biết ơn cô Tiên ơi. Coi cái clip này chị cũng mừng dữ lắm. Với số tiền hỗ trợ ngay cái mùa dịch này là bé nó đỡ đi bán. Chị cũng mới vừa hết tiền đóng tiền nhà cho mới nằm đây suy nghĩ. À, nói không biết tiền đâu đóng tiền nhà mà được cô hỗ trợ đúng lúc vậy là biết ơn dữ lắm luôn. Dạ. Thôi số tiền này thì trước là để đóng tiền nhà trọ, sau nữa là mua tã với lại mua sữa. Mua sữa. Đúng rồi. Vậy là hết sữa rồi. Hết sữa rồi. Còn tã không? Tả mới mua. Mới mua bịch tả. Chị gầm cứng nhắc à. Gầm cứng nhắc cơ rồi mọi người. Gầm cứng nhắc luôn. Cái tay cũng gầm cứng luôn á mọi người. Nay được clip bầm vui dữ rồi. Tội nghiệp lắm nha mọi người. Đó là mọi người có bắt gặp hai hình ảnh hai mẹ con đi bán vé số thì nhớ mua ủng hộ cho hai mẹ con được sớm về sớm nha.
tội nghiệp lắm. Sẵn dịp này biết ơn hết trơn các cô chú trước kia đã cho bé Ngò. Dạ. Rồi giờ biết ơn cô Phương lúc trước cũng hỗ trợ cho bé Ngò, tấm lòng thiệt là quý ghi nhận. Dạ. Mong má cầu cho cháu nó được bình phục sớm. Dạ. Biết ơn cô Tiên nhiều, cô Tiên ơi. Dạ. Không cho tiền lắm chứ. Lắm cứng quá à tội nghiệp. Đi bán biết gì nè Lít. Mua giao vậy đó. Ừ. Dạ. Tội nghiệp quá. Ngồi lên đây, ngồi lên cho cậu ra. Cũng hy vọng là chiều nay trúng số ạ. Chiều nay trúng số làm từ thiện đã luôn. Cậu Lý trúng số lại thăm hoài luôn. Dạ, thăm hoài luôn. Đây con ơi, cho chú mượn đi nha, để con cầm một chút xíu là gách tiền nha con. Lý trúng số lại thăm hàng tháng thì cậu Lý ha. Dạ, thăm hàng tháng luôn á. Có tiền đi chị, để mà bé cầm rồi thì gách tiền á. Cho chú mượn lại nha. Bây giờ con muốn ăn gì không? Con muốn ăn gì? Con thèm ăn gì? Ăn cháo vịt nha, ăn vịt nha. Ôi, không dạy không dám cho ăn vịt á. Vịt nha. Ừ. Bé ở bên này ăn uống được nhiều không chị? Được, ăn đỡ khá hơn hôm trước. Để cười cả, để tròn tròn hơn hôm trước. Ăn được chén cơm nhỏ nhỏ. Dạ, dạ. Giờ chuẩn bị đút cơm ăn nè. Dạ. Rồi mấy nay bà ngoại xuống thăm không? Bà ngoại xuống đợt bữa hổm nhắc cậu Liết quá chừng luôn. Không gặp được bà ngoại về nó tiếc quá. Xuống dạ. Không có gặp được Liết. À, dạ, tới mấy lần, 5-6 lần, 6-7 lần gì rồi, không có gặp không được. Không gặp được ngoại. Dạ, rồi ngoại nhắc làm sao? Ngoại nói mỗi lần tao thấy clip nó lại nó quay nghe tao muốn gặp nó hết sức mà gặp không được, thằng dễ thương quá. Thằng dễ thương quá. Trời ơi, tội nghiệp bà ngoại quá, không có dịp gặp bà ngoại, tại mỗi lần bà ngoại tới là em đi làm. Đúng rồi, dạ. Giờ quay cái clip này là ngoại chính thấy clip nữa nè. Thấy nữa ha. Trời ơi, cái thằng này dễ thương quá. Tao có thằng cháu ngoại vậy đã. Ôi tội nghiệp lắm nha mọi người. À ngày kia bà mới nói nè, bà nói sao mày không gọi clip lại nó đâu mất tiêu rồi mày. Dạ. Lại hỗ trợ hả? À, tới mùa dịch này cứu trợ đi con ơi. Cứu trợ mùa dịch. Để ẩm em đi bán hoài nha, ngoài đường á, dạ. Ngại quá bà nói sợ. Dạ. Thôi cũng nói chung là có nhà hảo tâm nào, có mạnh thường quân nào giúp đỡ cho hai mẹ con thì em cố gắng là mang tới sớm nhất cho hai mẹ con để mà có thể là xoay sở cuộc sống hàng đúng ngày rồi. Được tốt hơn. Trời ơi, dạ. Cô Tiên đến đúng lúc này là cũng như là ở hiền gặp lành, nó quý biết nhiều nữa. Dạ, đúng rồi, giống như là một bà Tiên xuất hiện. Đúng rồi, bà Tiên xuất hiện đang cái mùa dịch này mà tự nhiên cô Tiên cho cái số tiền đang giàu tiền nhà quá đi. Dạ, trời ơi, bé cười rồi mọi người, bé cười tươi lắm nha. Tiền nhà. Từ nghiệp. Mới mua bịch tả xong, chiều nay mua thùng sữa. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nha, cũng như là giúp đỡ hai mẹ con của bé Ngò nha mọi người. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe nha. Bye bye tất cả mọi người. Trời ơi, mừng quá Lít ơi. Dạ, mừng quá. Nằm mơ cũng không thấy nữa. Nằm mơ cũng không thấy nữa hả chị? Tự nhiên thấy cô Tiên xuất hiện giống như bà Tiên à. Dạ, tội nghiệp quá. Biết ơn cô quá, biết ơn tất cả các mạnh thường quân đã giúp đỡ bé Ngò. Dạ. Ghi nhận tấm lòng. Dạ. Quá biết ơn, mong mọi người quan hỷ, vui vẻ, mạnh khỏe. Dạ, rồi. Cũng cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nha. Bye bye tất cả mọi người. Biết ơn cậu Liếc nhiều. Dạ. Yeah. Con biết ơn cậu Liếc, bye bye. Bye bye, bye bye. Cậu Liếc lại mừng lắm luôn á. Dạ đúng rồi, mỗi lần em tới là mừng lắm luôn á. Mỗi lần thấy là cười giống như là gặp người quen rồi, giống như là quen lắm rồi hả con? Quen lắm rồi. Hôm nay thấy ngồi lên đỡ nè, dĩnh rồi nè. Yeah. Mong cho nó ngồi lên nặng mà khỏe. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người nha, mình sẽ lỡ video tại đây nha mọi người, chúc mọi người sức khỏe nha. Rồi, bye bye tất cả mọi người, chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe nha, bye bye. Bye sức khỏe ha. Rồi bé Ngò hưởng phước của cô bác nè, mọi dạ. Người quan hỷ vui vẻ. Quan hỷ vui vẻ. Tụi nghiệp. Rồi giống như bà Tiên xuất hiện thiệt à. Đúng rồi, hai mẹ con đang nằm than vãn, trời ơi không biết tiền đâu đóng tiền nhà, tới là giàu quá đang suy nghĩ. Có rồi hả Ngò? Để con giao ai mua vé số cho cậu nghe đi. Ai mua đi. Nha. Ai mua cho cậu rồi, nghe chào tất cả các cô chú anh chị nha, thì hôm nay mình quay lại mình thăm